Công thức để giúp vợ chồng hòa hợp mối quan hệ, yêu thương hạnh phúc hơn. Xin chào cả nhà. Ngay trước anh chị thì vợ chồng lành anh chị không có tiếng nói chung, trách móc bản thân của mình. Tại sao mình lại có cái cuộc sống như thế này? Tại sao chồng mình lại không yêu thương mình? Và lành trách móc bản thân của mình, sau đó lành cũng rất là trách móc chồng của mình. Tại sao lúc mà chưa cưới thì rất là ngọt ngào, rất là yêu thương, rồi lúc cưới về thì không còn mặn nồng, không còn lãng mạn như xưa. Và một đêm anh chị lúc nào lành cũng nằm và khóc rất là nhiều vì cái mối quan hệ của mình. Và lành không biết là có những cái lúc mà anh chị là lành giống như là đi vào tắm tối vậy đó, lành không biết cái lối thoát nào để mà mình có thể là xây dựng lại cái mối quan hệ hòa hợp với chồng. Và lành cảm thấy rất là buồn anh chị, cho tới một ngày rất là tuyệt vời khi mà lành có cơ hội lành được gặp một người bạn, và người bạn này chia sẻ cho lành cái công thức làm như thế nào để ứng dụng lòng biết ơn có thể là hòa hợp mối quan hệ với chồng. Và anh chị biết không ạ, nhờ ứng dụng công thức này thì chồng của lành từ một người nói chuyện rất là khó khăn ở ngày hôm nay đã bắt đầu việc nói cái từ là vợ yêu anh chị ha. Hai vợ chồng của anh chị mỗi lần mà nói chuyện với nhau thì chỉ có là 2-3 phút thôi anh chị, nhưng mà rất là vi diệu. Sau khi lành ứng dụng công thức này thì bây giờ là rất là hòa hợp, rất là yêu thương, mà ngồi nói chuyện lần này cũng không hết. Và đặc biệt khi mà lành làm việc, lành học tập thì ngày trước chồng lành không có đồng ý, nhưng mà bây giờ có thể là sao ạ, giúp cho lành là xây nguyên cho lành một cái căn phòng để mà lành có thể học tập, lành có thể phát triển, thì đó là một điều mà lành cảm thấy là cực kỳ vi diệu anh chị ha. Thay đổi cái cuộc sống của lành rất là tuyệt vời từ khi mà lành học được cái công thức ứng dụng lòng biết ơn để hòa hợp mối quan hệ. Và lành tin rằng tất cả các anh chị ngày hôm nay, nếu như mà mình khao khát cái sự hạnh phúc, nếu như mà mình đang có cái sự mâu thuẫn với vợ hay với chồng hay những mối quan hệ khác, thì thật sự đó là vì mình đang mâu thuẫn với chính mình, vì mình chưa biết cách hòa hợp và yêu thương bản thân của mình đúng cách. Thì anh chị có thể là tham gia nhóm học tập công lành để mà chúng ta cùng thực hiện công thức, thực hành lòng biết ơn, để mà có thể là nuôi dưỡng lại cái tâm hồn của mình, giúp cho anh chị có thể là hòa hợp với chính mình, hòa hợp với tất cả mọi người, thì cuộc sống gia đình của mình sẽ càng ngày hòa hợp hạnh phúc hơn. Và tất nhiên rồi, khi ba mẹ hạnh phúc thì con cái cũng sẽ hạnh phúc hơn. Và Lan xin chúc cho anh chị ngày càng có cuộc sống tuyệt vời, hạnh phúc và yêu thương nhé. Lan xin chào.